Xin chào mọi người, em Thủy quay cho mọi người cây hoa hồng cổ Sapa nhé các bác nhá. Hoa hồng cổ Sapa là một trong giống hồng cổ được rất là nhiều người yêu thích. Thời tiết mấy hôm nay nó mưa nhiều quá nên là bông hoa nó lở, nó không được đẹp. Em Thủy ngày hôm nay đã vượt qua lỗi lười biếng của mình để đi bán hàng các bác đấy ạ. Cổ Sapa nhá. Bác nào đang chuẩn bị về nhà mới, mình cần set up biệt thự sân vườn, mình đang cần tìm cây hồng cổ để trang trí sân vườn thì các bác có thể cân nhắc trồng cây hồng cổ Sapa. Đây là một sự lựa chọn rất là hợp lý luôn. Hồng cổ Sapa, tán của những cây này trông thế này thôi, nên video này thôi, nhưng mà ở ngoài thì là nó tán gọi là hơn 2 mét nha các bác nhá. Tán gọi là hơn 2 mét ạ. Trời em nát nhỉ, em lại bị giới khai báo nội dung phát live đó. Đấy, 4 triệu rưỡi một cây nhá. Cây này 4 triệu rưỡi một cây nha các bác nhá. Em vừa bị bật lại khai báo nội dung đấy. Thì mọi người chờ em một lát, bởi vì là vừa bị bắt bật khai báo nội dung. Không có là ông em bạn TikTok này, bạn ấy hạn chế em đấy. Đã bị hạn chế đấy. Các bác comment hộ em với, mọi người comment, bác nào xem comment, các bác xem ở trên TikTok comment hộ em với. À đây, đây xem được rồi. Mọi người xem được thì comment hộ em chữ đã xem ấy, bởi vì em đang bị mất tín hiệu ấy. Mọi người xem được thì comment hộ em chữ đã xem ấy nhá, để cho em biết là mọi người vẫn đang xem được ấy. Cây một củ đâu chị nát nữa nhá. Mình có cây 2 củ rưỡi. Mình có cây 2 củ rưỡi, còn đây là cây 4 củ rưỡi nhá. Cây 4 củ rưỡi là thì vanh gốc của nó là vanh 15, 16, vanh 15. Tán của nó hơn 2 mét ạ. Tán hơn 2 mét, khi em quay lên như này mọi người nhìn sẽ thấy nó là tán. Đợt này nó sẽ không được sum như cái đợt trước em quay, là bởi vì đợt vừa rồi là mưa nó quá là nhiều ấy. Mưa nó quá là nhiều, đây là các bác nhìn này, mưa nó quá nhiều nên thành ra lá nó sẽ bị rụng. Mưa nhiều quá nhá, nên là lá nó sẽ bị rụng một ít, ít hay nhiều nó rụng một ít ạ. Đây cây em ngồi xuống này, bởi vì vườn rất là mau. Vườn rất là mau, khi mà đứng thì quay lên cho mọi người thì mọi người sẽ thấy cái bóng cái tán nó chưa được đẹp ấy. Nhưng mà khi em ngồi xuống mọi người nhìn, này, cái tán tán cây rất là ok luôn. Hàng này bên em là hàng này mọi người mua về là mọi người chỉ việc trồng thôi, chỉ việc hạ thổ nó xuống đất hoặc là mọi người trồng trên chậu thôi, bởi vì hàng đã làm khung tán hết rồi. Khi giao cho mọi người em vẫn sẽ giữ nguyên cái bộ khung tán cho mọi người. Khi giao cái cây này cho mọi người em sẽ giữ nguyên cái bộ khung tán cho mọi người chỉ việc trồng thôi. Trồng cũng không còn bẻ tán nữa, bởi vì hàng này đã làm tán sẵn sàng rồi. Vì giá thì rất là bình dân thôi. Giá rất là bình dân, chỉ có 4 triệu rưỡi một cây ạ. Bác nào ưng cây này thì inbox vào số điện thoại em Thủy để đầu kênh nhá. Vườn thì rất là mau nên là quay, để quay được cây này em phải ngồi ở dưới gốc của một cây khác đấy. Rất là chật luôn. Và những cái cây quay em phát lên như này là những cây đẹp, em phải chọn những cây đẹp thì em mới phát rồi. Những cái cây mà nó kém đẹp hơn một tí thì em không phát. Nên mọi người bảo là sao không phát những cái cây ở đầu ấy, thì những cái cây ở đầu nó tán nó chưa đẹp ấy, thì là em sẽ không phát. Đây, phát cây nào để đẹp cho mọi người ngắm đẹp và mọi người thể chốt luôn cái cây mà phát mà nó đẹp luôn ấy. Mọi người thấy đẹp thì mọi người chốt đơn luôn cho em nhá. Hoa cỏ lau, đúng rồi bạn ơi, đây là củ Sapa nhá. Nó đẹp này, màu vẫn giữ được form màu. Đây là do thời tiết nó kém. Thời tiết nó kém, tức là mấy ngày hôm nay, thời tiết ở miền Bắc mấy ngày hôm nay là thời tiết nó toàn mưa thôi. Mưa rất là nhiều nên là mà cây nó vẫn đẹp như này nha mọi người nhá. Thời tiết mấy ngày hôm nay nó mưa rất là nhiều. Đây, rất là đẹp, tán rất là dày và sum nhá. Tán rất là dày và sum này. Tán rất là dày và sum này, hoa đây ạ. Hoa này mấy hôm vừa rồi mưa rồi em không chụp được cho mọi người. Bây giờ mưa, nó mưa nhiều quá này, bông hoa nó chưa lở hết đâu nhá. Cây này em bán là 4 triệu rưỡi ạ. Cây này em chỉ bán là 4 triệu rưỡi nhá các bác nhá. Bắt đầu ưng cái này thì chốt đơn này.
ưng cái này thì chốt đơn, chỉnh màn hình, gửi số điện thoại em Thủy để đầu kênh là 9 11 451 210. Hàng đã làm khung làm tán hết rồi, về mọi người chỉ việc hạ thổ nó xuống dưới đất thôi. Về chỉ việc hạ thổ nó xuống dưới đất thôi ạ. Em quay sát thân này. Thân của nó thì rất là mịn đẹp. Vanh của nó khoảng vanh 14-15. Thân không nỗi, không sẹo, không tận như các bác nhá. Không hề có một cái dấu hiệu của con vẹp dẹp sáp nào trên cây cả. Đấy. Cây nó không bệnh tật gì, nó rất là khỏe. Nên về mọi người trồng có thể yên tâm để mà trồng luôn nhá. Đấy, trồng trong cái bịch vải rất là to. Kích thước bịch này 20 này 40, cái bịch này là bịch 45 nhá. Bịch 45 nhá. Cái này em Thủy bán giá là 4,5 triệu nhá. 4,5 triệu nhá. Ai ưng cái này thì chốt đơn chuyển màn hình cho em nhá. Ưng cái này chốt đơn chuyển màn hình, gửi số điện thoại em Thủy để đầu kênh là 969162214 hoặc 911451210 cho em. Tán rất là to, sum, dày và đẹp. Tán đẹp luôn đấy nhá. Đấy, cây rất là sai hoa. Các bác mua một cây hồng cổ Sapa trồng ở nhà là hoa gần như quanh năm. Một cái cây đào, cây hoa đào, hoa mai các bác mua cũng 3 triệu, 5 triệu vào dịp Tết thôi. Nhưng các bác trưng chỉ được mấy ngày Tết là về là mình vứt đi rồi. Mình không trồng được, nhưng trồng một cây cổ Sapa này nó rất là kinh tế. Em nói thật luôn, nó rất là kinh tế nhá mọi người nhá. Trồng xong là gần như là các bác chơi nó được từ ngày này qua ngày khác luôn đấy ạ. Trồng xong chơi được từ ngày nọ qua tháng kia luôn. Đây ạ. Rất là tán, rất là dày, sum mà to. Đấy, đồng giá nhá, đồng giá là 4,5 triệu một cây thôi. 4,5 triệu. Khi mà cây nó, khi mà nó rộ hoa, mộc vanh 26, 27 bao tiền chị? Mộc vanh 26, 27 nó còn tùy theo bóng tán tay cành và nó độ thoát thân của nó. Như mình đang có một cây vanh vanh tầm như của bạn nói, mà thoát thân khoảng 2-30 phân thì có 12 triệu thôi. Nhưng mà cũng là cái vanh đấy, cũng là vanh 26, nó thoát thân 1,5 m thì nó lại trên 30 triệu cơ. Nó tùy theo bóng dáng tay cành rồi các thứ nhá. Mộc thì bây giờ nói chung là nó rẻ hơn so với đợt 2 năm trước rồi. Nó rẻ hơn rất là nhiều so với 2 năm trước. Đây nha các bác nhá. Bóng tán đây, tán rất là to, sum, dày. Hàng làm khung làm tán hết rồi. Về mọi người mua, mọi người chỉ việc hạ thổ xuống đất nhá. Về mọi người hạ thổ xuống dưới đất ạ. Hạ thổ dưới đất là cây đẹp, hoặc mọi người trồng trên chậu cũng được ạ. Cô em đâu vào đánh cờ với anh đi. Anh phải để cho em thời gian em phát nai, em kiếm tiền nuôi con em chứ. Ngày nào cũng bắt chồng em vào đánh cờ với anh đi. Con nhà em lại đói. 4,5 củ nhá. Mọi người mà muốn chơi cờ thì mọi người đến tối nhá. Mọi người đến tối chơi cờ, còn ban ngày còn phải làm việc nữa cơ. Chứ có phải ai ngày nào cũng có thể ngồi chơi rong dài mãi cả ngày được đâu. Đây ạ. Cây rất là đẹp nhá. Cây rất là đẹp này. Vanh gốc to, hàng thuần bịch nhá các bác nhá. Hàng thuần bịch luôn này. Hàng thuần bịch này. Vanh của nó vanh 15-16 này. Vanh 15-16 này. Cây rất là đẹp luôn này. Em quay sát gốc này. Em quay sát gốc nhá. Trồng trong bịch vải là 45 cm ạ. 20 là 40 là 60 là 80 là thoát 90 phân. Thoát 90 phân nhá. Ai ưng cây này thì chốt đơn chuyển màn hình và gửi vào số điện thoại của em là 911451210. 911451210 ạ. Tiếp tục nhá. Cây tiếp theo này. Đây. Cây này tán chưa to, để sang bên này đi. Cây tán nhỏ. Em quay cho mọi người thì em sẽ quay cho mọi người những cây tán to nhá, còn những cây mà tán nhỏ. Những cây tán nhỏ thì từ từ em mới quay. Tán nhỏ thì còn phải nuôi thêm. Đây. Cây này tán to này. Tán to và dày này. Tán to, sum, dày đẹp.
Đấy, rất là đẹp nhá. Tán rất to, dày và xum. Cây này khoảng 1 tuần nữa em quay phát like thì nó xuất sắc luôn đấy ạ. Cây này khoảng 1 tuần nữa phát like thì nó xuất sắc luôn. Bởi vì là bây giờ nó chưa rộ hoa nhá. Khi mà rộ hoa trên cây nó hàng trăm bông hoa nó lở ra ấy, thì mọi người mới nhìn thấy cái độ đẹp của nó. Hầu như các khách mua hàng online là phải đánh vào cái ánh mắt của mọi người. Khi cây quay lên phải đẹp luôn, phải đẹp long lanh luôn. Nhưng đợt này có một nhược điểm là thời tiết mưa quá là nhiều. Thành ra lá của cây, các cây lá nó cũng rụng sơ sơ. Vườn của em là đánh được thuốc nên là không bị rụng lá. Có những vườn thì không đánh được thuốc ấy thì là người ta sẽ rụng hết sành xanh lá luôn. Giống như cái đợt cuối năm vừa rồi quất ấy, quất bưởi ấy, là bị rụng nhiều ấy. Cái này em bán là 4 củ rưỡi ạ. Các bác nhìn tán rất là dày và sum. Anh Tuấn ơi, ta đứng ở góc cây đây. Đây, bọn này bên vườn em bán đồng giá là 4 củ rưỡi một cây nhá. Tán của nó đều trên 2 mét. Chờ một lát em gọi bạn Tuân, bạn Nguyễn Lê Tuân ra, bạn ấy đứng làm mẫu để mọi người hình dung được là cái cây nó như thế nào, nó to như thế nào. Cảm ơn bạn Long Văn Nguyễn đã follow. Mình ở Văn Giang, Hưng Yên nhé bạn nhá. Anh Tuân ơi, đâu rồi? Đứng góc quay đi. Mình ở Hưng Yên nhá, ở Văn Giang Hưng Yên nhá mọi người nhá. Đây là người mẫu này, mẫu này. Đấy các bạn thấy không? Đây là mẫu này. Đấy các bạn thấy chưa? Cái cây nó rất là to, tán nó hơn sải tay luôn, anh giang tay ra. Tán là tán 2 mét nhá. Đây bạn, các bạn nhìn này. Mẫu này. Đấy. Bạn mẫu là còn người nhỏ hơn so với cây rất là nhiều. Đấy. Nên là khi mình quay không có mẫu là các bạn không hình dung được sang cây này đi. Đây. Bạn nhìn cây rất là to nhá. Cây rất là to, qua là vườn. Vườn bên mình thì nó chật. Vườn bên mình nó chật. Nên là khi quay lên ấy, các bạn nhìn qua video các bạn nhìn thấy nó cũng chưa to. À, anh Hưng Nguyễn ơi, anh mua hàng anh inbox vào số điện thoại của em nhá, hoặc inbox vào cái phần tin nhắn Messenger của phở bò cho em, của Trang nhà em nhá. Cây nhà mình có cây bạn Hưng con 93 ơi, bạn chủ động inbox vào cái số điện thoại của mình là 9114512 mà inbox vào đấy. Lát nữa mình xuống live mình đã gửi ảnh cho bạn cái cây mà bạn mong muốn. Nhà mình có cả cây cỡ nhỏ hơn nhưng không phải vườn này nên là không quay được. Lát nữa mới quay được, bởi vườn đấy nó đang hết hoa. Vườn đấy nó đang hết hoa, khi quay lên các bạn nhìn các bạn sẽ không thích nhá. Đây. Đây con này to chưa này, con này. To mà con này dày răm nhá. Các bạn chủ động nhắn tin cho mình vào số là 9114512 của mình. Em bán là 4 triệu rưỡi một cây ạ. Cây này tán cực kỳ to này, cây này cực kỳ xuất sắc này. Ai ưng cây này thì chốt đơn luôn cây này cho em này. Ưng cây này chốt đơn chuyển màn hình gửi số điện thoại em là 9114512 này. Con này tán to dã man luôn. Răng tay ra, con này tán to dã man luôn. Từ lẫy đến giờ cây này gần như tán to nhất trong vườn. Vừa lẫy từ lẫy đến giờ quay này. Đấy con này tán 2 mét rưỡi này. Đấy. Cây này tán rất là to nhá. Ai ưng cái này thì chốt đơn chuyển màn hình cái này lại cho em này. Ưng cái này chốt đơn chuyển màn hình gửi vào số điện thoại em thủy để đầu kênh nhá. 9114512 Cây to cỡ này 1 triệu là ok rồi, bán dữ quá. Bạn Mộc Deco ơi, nếu mà bạn có cái cây này mà bạn bán với cái giá 1 triệu mình có thể mua cho bạn 1.000 cây nhá. Mình chắc chắn luôn, không nói phét, không nói náo của nó. Nếu mà bạn có cỡ cây to như cỡ này của mình mua cho bạn 1.000 cây về mình dâm ở vườn về mình bán dần nhá. Nếu mà bạn có cái cỡ này, bạn bán với cái giá 1 triệu mình có thể mua cho bạn 1.000 cây. Nên các bạn mà không phải trong ngành mà không chưa trồng cây bao giờ, chưa ấy bao giờ đừng phát biểu những cái câu mà không biết tí gì nhá. Không biết tí gì như thế. Đây, cây rất là đẹp này. Đấy, cây rất là đẹp nhá. Tán của nó tán 2 mét rưỡi. Tán này là tán 2 mét rưỡi. Đấy, tán 2 mét rưỡi. Và cao cây của nó khoảng trên 2 mét nha mọi người nhá. Hoa hồng cổ Sapa. Hoa hồng cổ Sapa. Ai ưng cây nào thì inbox vào số điện thoại em Thủy để đầu kênh nhá. Số điện thoại là 9691622214 hoặc 9114512210 nhá.
Hồng cổ Sapa cỡ nhỏ mình có nhá. Nhà mình có cả cỡ tầm 120k cái bịch vải nhỏ nhỏ. Bạn nào mà muốn mua cỡ nhỏ mà hàng bụi nhỏ để trồng làm hàng rào nhá, thì nhà mình có cỡ nhỏ nhất là 120.000. Cỡ nhỏ nhất của bên nhà mình có là 120.000 nhá. Hàng 120.000 thì mình sẽ bán cho khách mua từ 10 cây. Bạn nào mà mua 10 cây thì có thể bán các bạn cái hàng 120.000 nhá. Ai ưng cây nào nhá, ai ưng cây nào thì inbox vào số điện thoại em Thủy để đầu kênh là 969162214 hoặc 911451210 nhá. Em Thủy xin phép xuống làm một lát nhá.